Con kính bạch Thầy, Thầy bố thí cho con hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng được 3 năm theo Thầy. Lúc đầu con thấy rất tinh tấn, và khi đọc xong, những lúc ai có chuyện gì là con lại nhớ ngay trong kinh dạy những trường hợp đó nên làm những gì để được lợi ích. Nhưng khoảng nửa năm nay, khi con đọc kinh, không hiểu sao con cứ như người ngắn lưỡi, cứ đọc sai và đọc chậm. Và cả em gái con cũng vậy. Con mong Thầy khai thị cho chị em con biết cách để chúng con không làm sai. A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy. Tụng kinh 3 năm nay. Trước đây thì đọc tụng đến đâu thì nhớ đến đó, và hay hướng dẫn cho họ, cho những thiện nam tín nữ, những Phật tử khác đem lại những điều lợi ích. Nhưng mà gần đây thì đọc thì hay sai và đọc chậm lại. Cái này phải xem xét lại. Xem xét lại xem trong thời gian gần đây mình hành trì có đúng pháp hay không. Cái thứ nhất, có thể là đi đọc tụng kinh hồi hướng cho người ta, hướng dẫn cho người ta đọc tụng, mà có thể mình, mà người ta cúng bái tiền bạc mà mình nhận đó, là mình tổn phúc đấy. Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, người đi trợ niệm, đi giao duyên cho những người khác, chúng ta không nên nhận tiền. Đến nhà chùa còn không nên nhận tiền, huống chi là Phật tử chúng ta. Thầy đi giao duyên cho người ta, Thầy còn không nhận tiền. Từ năm 2012 tới giờ Thầy đi giao duyên cho bất cứ nhà ai còn không nhận tiền. Đi giảng cũng không nhận tiền. Đi tổ chức pháp hội cho người ta cũng không nhận tiền. Thế còn Phật tử chúng ta mà tu tập là để làm gì? Để tu nhân tích đức, để tiêu trừ nghiệp chướng, để mong rằng sau khi xả bỏ báo thân mình được sinh về cõi Phật hoặc sinh về cõi lành. Đấy là điều quan trọng nhất. Thế còn nếu mà chúng ta thì hướng dẫn cho họ mà họ lợi ích, họ được gia đình họ giải quyết được các vấn đề khúc mắc hay vấn đề gì không thể giải quyết được trong gia đình của họ, mà chúng ta hướng dẫn cho họ mà họ làm được. Hôm nay họ đem vào lễ tạ chúng ta, mà chúng ta nhận cái đồ lễ của họ, tức là chúng ta đi sai đường đấy. Chúng ta tu tập là Phật tử, chúng ta tu tập như thế là đi sai đường. Chúng ta hướng dẫn cho họ bằng một cách vô tư, bằng cái tâm nguyện là mong cho họ cũng khởi được niềm tin và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, biết bố thí, biết cúng giảng, biết phóng sinh, biết tu phúc và biết quy tam bảo. Đấy là những điều then chốt. Chúng ta hướng dẫn cho họ biết làm những điều đó và họ làm được, họ được tiêu trừ nghiệp chướng và gia đình họ được hạnh phúc, thì chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ không bị mắc cái nghiệp xấu, cái cấu nghiệp. Hoặc rằng cũng có thể nếu mà chúng ta không nhận tiền, không làm những việc đó, chúng ta giúp đỡ được cho rất nhiều người, rất nhiều người biết đến Phật pháp, biết nhiều người biết tụng kinh, biết nhiều người biết quy tam bảo, vân vân. Chúng ta làm được cái điều đó nhiều, cho nên thiên ma gì nó cũng ganh, nó ghen, nó hờn, và nó gì nó không muốn cho chúng ta làm điều đó, nó phá chúng ta, nó tìm cách nó ngăn cản chúng ta. Cái trường hợp này gọi là ma chướng. Chúng ta biết là có mấy loại ma, có mấy loại ma nó phá chúng ta trên đường tu đạo. Chúng ta biết là Phật trước khi thành đạo còn gì ạ, có ma đến gì, ma đến phá. Nào là ma nữ nè, mấy cô gái, con gái của thiên ma 3 tuần nó thể hiện là thân nữ, nó đến nó múa may quay cuồng, nó hiện là Gia Du Đà La, rồi nó hiện là La Hầu La, nó hiện là những người thân của Tất Đạt Đa, của Bồ Tát đó, của Thái Tử đó, lúc đó chưa thành Phật. Đó. Nó hiện ra, nó dụ dỗ, nó bảo thôi đi về, chàng đừng có tu nữa. Đó, La Hầu La nó hiện, Gia Du Đà La thì đi đến, và thì Thái Tử lúc đó biết là gì? Cái nơi rừng sâu núi thẳm như thế này, vợ con ta không thể tự một mình đi đến đây được. Và Ngài nghĩ là chắc chắn đây là gì? Là ma nó đến, nó giả để nó phá cái đạo hạnh tu của mình. Và Ngài dùng cái phương pháp gì? Quán chiếu, buông xả. Ma nó biết nó không làm gì được thì bắt đầu nó bỏ nó đi.
Đi xong nó lại hiện là các cô gái ăn mặc hở hang xinh đẹp đến thì múa may quay cuồng gì trước mặt Bồ Tát, trước mặt Thái Tử, trước mặt Đại Sĩ. Đó. Nhưng mà Ngài vẫn không động lòng. Không động lòng thì nó hiện gì? Thiên Ma Ba Tuần đích thân đến, hiện thành binh hùng tướng mạnh của ma đến thì dùng những cái mũi tên độc, dùng những loại vũ khí độc để đến thì những loại rắn rết hổ lang sải báo để khủng bố thì, tinh thần tu tập của Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát thì vẫn ngồi lặng lẽ yên nhiên dưới cội Bồ Đề. Rồi nó còn gì? Nó còn tạo thành những cơn mưa gì? Cơn mưa độc. Mình gọi bây giờ gọi là cơn mưa axit ấy. Chạm vào thì sẽ gì? Sẽ bị bệnh và bị chết ấy. Nếu chúng ta thấy khi mà nó tạo ra cơn mưa độc như thế thì chúng ta mới thấy bây giờ tượng Phật Thích Ca có một cái pho tượng, có một cái loại tượng nhất đi Ấn Độ, có những pho tượng gì? Ở trên đầu của Ngài là có một con gì ạ? Con rắn hổ mang chúa đó. Trong ảnh Phật thỉnh thoảng chúng ta có thấy cái đó. Tức là khi Ngài đang ngồi thiền chuẩn bị thành đạo thì Thiên Ma Ba Tuần đến phá, hóa thành một cái trận mưa rất là độc. Và bây giờ có một vị long thần, mình có gọi là thần rắn ở đó, thần rắn ở đó, ở dưới cái khu đất đó thì hóa thành cái con rắn rất là to lớn và khoanh tròn lại để đội cái đám cỏ nơi Ngài ngồi thiền lên. Thân thì đội lên, nước dâng tới đâu thì thân con rắn gì lớn và dâng gì dâng cho Ngài, nước không thể ngập tới đám cỏ cát tường của Ngài ngồi. Mưa ở trên thì cũng không thể vạt được vào cái thân thể của Ngài, vì mưa trên xuống con hổ con mang chúa đó, nó phình thật to ra và che như một cái ô để gì, một cái lọng để che cho đại sĩ khi mà đang tu ở thiền định ở dưới cội Bồ Đề. Sau khi những trận làm những cái trận mưa độc như vậy không giết được Bồ Tát, không giết được đại sĩ, chúng ta thấy đích thân Thiên Ma Ba Tuần đến. Bây giờ là trận chiến cam go cuối cùng của đại sĩ, của Bồ Tát Tất Đạt Đa, đó chính là phải chiến đấu với Thiên Ma Ba Tuần, đem binh hùng tướng mạnh đến để khủng bố và để giết Thái Tử, giết Bồ Tát đó. Nên chúng ta thấy khi đó bằng cái tâm từ bi và cái sức định của Bồ Tát, của đại sĩ Tuyết Sơn, chúng ta thấy Thiên Ma dùng những cái mũi tên độc bắn vào, những cái mũi tên độc vừa chạm tới Ngài thì những mũi tên độc đã liền biến thành những chàng hoa, những bông hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Maha Mạn Thù Sa. Chúng ta thấy sau khi mà không thể nào hại được đại sĩ thì khi đó Thiên Ma mới phải rút đi. Khi Thiên Ma rút đi vào rạng sáng ngày thứ 49, cũng chính là ngày mà đại sĩ Tất Đạt Đa Bồ Tát thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trên đường tu cũng có lúc bị ma chướng, bị ma chướng nó đích thị là ma thì nó đến nó phá chúng ta. Nó phá bằng nhiều cách các quý vị. Nó không phải là chỉ nó phá bằng cái cách là gì? Nó đến nó khủng bố chúng ta đâu. Nó phá nhiều cách. Thời Đức Phật còn tại thế chúng ta biết rồi. Có rất nhiều gì, những ngoại đạo nó đến nó phá Đức Phật. Chúng ta thấy điển hình là một cái đợt Đức Phật đang thuyết pháp tại tinh xá Trúc Lâm hay là tinh xá Kỳ Hoàn gì đó. Lâu lâu rồi không nhớ cái tinh xá đó. Nhưng mà Đức Phật đang thuyết pháp tại đó. Ngài đến một cái xứ đó thì trước đây thì cái dân xứ đó rất là tin tưởng đạo Bà La Môn và gần như tất cả đều theo đạo Bà La Môn. Từ khi Đức Phật đến cái quốc gia đó thuyết pháp thì từ đức vua cho đến quan lại, cho đến những người dân, đại đa số họ cải đạo, họ bỏ đạo Bà La Môn để họ theo gì? Theo Phật giáo. Cho nên mấy cái vị mình có gọi là mấy cái vị thầy tu theo cái tôn giáo ấy rất là bực tức. Lên đấu trí thì không được rồi, đấu thần thông cũng không được rồi, mà gọi là lập đàn để tranh biện thì cũng không được rồi.
tất cả nhà vua với triều thần với lại dân chúng đại đa số đều nghiêng về Đức Phật rồi. Bây giờ không làm thế nào được nữa. Cho nên mấy cái ông một hôm thì cái cô con gái thấy người cha của mình, tức là ông đó gọi ông Bà La Môn, thấy cha của mình đang rất buồn rầu mới hỏi cha của mình tại sao hôm nay cha lại buồn rầu thế. Người cha mới nói rằng, nói thật là gì? Các học trò của cha đã bỏ cha đi gần hết rồi, hỏi tại sao lại họ bỏ cha đi. Cái vị Bà La Môn nói rằng vì họ theo ông Sa Môn Cù Đàm Gautama hết rồi, theo sau Đức Phật. Đức Phật còn có một cái tên là Sa Môn Cù Đàm, hay là Sa Môn gì? Gautama. Hay gọi là Gautama, hay còn gọi là Sa Môn Cù Đàm. Thế thì cô con gái hỏi là tại sao mà họ lại bỏ cha ra đi hết như vậy. Thế cái người cha mới nói rằng ông ấy, tức là chỉ cho Đức Phật ấy, ông ấy còn tuổi còn trẻ, mới có ngoài 30 tuổi như vậy mà tự xưng mình là Phật, là một đấng thiên nhân sư, là một đấng gì thế tôn. Và cha nghĩ rằng gì, Đức vua và cả dân chúng đang bị ông ấy đang bị ông ấy lừa gạt. Ông ấy dùng những cái pháp thuật để che mắt ông ấy. Thế thì cô con gái mới bảo với cha, thế thì tại sao cha không dùng pháp thuật? Bảo rằng ông ấy nói thật là gì, pháp thuật của cha tu luyện 40-50 năm nay quả thật là gì, không bằng ông ấy. Cho nên ta rất là buồn. Thế cô con gái bảo rằng, thế tại sao cha không dùng những cái gì, cái lý luận, những cái kiến thức uyên thâm của gì, của cha để tranh luận, để so tài, biện luận với ông ấy. Bà La Môn cũng nói rằng, con không biết, ông ấy đã hàng phục được rất nhiều các vị Bà La Môn và chưa có một vị Bà La Môn nào hàng phục được ông ấy, cho nên cha rất là buồn. Vì vậy mà hai cha con bàn đi tính lại mãi, thì đứa con gái mới nói là vậy thì con có một kế. Một cái kế này rất là hay. Đó là kế gì chúng ta biết không? Biết chưa? Hả? Biết chưa? Biết rồi đúng không? Tức là nó sao ạ? Hai cha con sau khi bàn nhau sau thì bắt đầu thì cô đấy bắt đầu cũng giả vờ là cải đạo. Và ngày nào Đức Phật thuyết pháp ở tinh xá, cô ấy cũng đến thật là sớm để quét dọn tinh xá, thậm chí là gần gũi, thậm chí dần dần còn gần gũi thì giả của Đức Phật, và còn đến thì đến tại dọn dẹp ở cái hương thất của Đức Phật nữa, quanh quanh hương thất của Đức Phật để quét lá cây, lá cối các thứ đấy, cũng như kiểu Phật tử đến chùa làm công quả chấp tác ấy. Thế thì giả thấy thế cũng tốt thôi, Phật tử đến gieo duyên thì cũng quý, nhưng mà đi thì rất sớm, nếu về thì là gì, rất là muộn, 3-4 năm tháng như thế. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp, Đức Phật đang thuyết pháp thì nó đến vác cái bụng nó đến, nó đi, nó khệnh khạng từ ngoài cửa nó đi vào. Và nó chỉ mặt Đức Phật, nó bảo là đây là tác phẩm của ông này, ông cứ giả nhân giả nghĩa, giả đạo đức làm gì, đây này tác phẩm của ông đây, bây giờ đây là đứa con trong bụng tôi, hôm trước ông nói với tôi là, nói với tôi ngon ngọt là sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ lo cho mẹ con tôi, thì bây giờ đây mà mấy tháng nay ông không hỏi han gì đến tôi, không hỏi han gì, bây giờ thì ông trách nhiệm này là của ông. Bây giờ trong chúng thì có những vị Phật tử thì mới nhìn thấy như thế thì liền là xỉ vả Đức Phật và đứng dậy bỏ đi. Có những vị đệ tử xuất gia mới cũng vậy, hoặc kể cả có những vị thì xuất gia cũ nhưng mà chưa chứng đắc thánh quả, cũng nghĩ rằng ồ, hóa ra từ trước đến nay mình bị lừa hay sao, và liền cũng gì cũng đứng dậy bỏ đi. Nên chúng ta thấy rất nhiều người đứng dậy bỏ đi, nhưng đặc biệt quốc vương Tần Bà Sa La thì vẫn ngồi đấy. Cho nên các đại thần cũng không ai dám đứng dậy đi, nhưng dân chúng thì họ có quyền đi. Và một số những tăng ni xuất gia với Đức Phật cũng đứng dậy bỏ đi. Đức Phật không nói cái gì cả. Và Ngài không nói cái gì, Ngài vẫn ngồi yên lặng như vậy. Và không thấy Đức Phật nói cái gì, và thấy người đứng dậy bỏ đi một số rồi, cô ta mới bắt đầu nghĩ là gì? Nghĩ dần dần trong bụng, trúng kế rồi. Kế này là kế điệu hổ ly sơn, đã thành công rồi, đã có người đứng dậy đi, cư sĩ có người đứng dậy đi, đệ tử xuất gia của ông ấy cũng có gì, có người đứng dậy đi, và ta thì làm mạnh lên một chút nữa thì
quốc vương mà đứng dậy đi thì tất cả mọi người sẽ gì? Chắc chắn sẽ bỏ đi, sẽ bỏ đi hết. Bắt đầu cô ta mới nhảy múa cho gì, nhảy lên thì cứ thế là chồm chồm lên là nhảy. Ở trong sách Sa Di Luật Giải thì có nói là bây giờ thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng này đó, vị vua trên cõi trời mà thỉnh Đức Phật về thuyết kinh Địa Tạng Kiều Đế Thích Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ngồi ở trên cung điện của mình, tự nhiên thấy này, thấy cái tòa nhà của mình á, cái cung điện của mình tự nhiên nó rung lắc, rung rinh nó lắc, và tự nhiên là cảm thấy cái ghế ngồi của mình nó nóng phừng phừng lên, có một cái gì nó rất là gì khó thể diễn tả. Cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mới chắc chắn là phải có một cái điều gì đó đặc biệt ở trong cung điện này hoặc ở dưới nhân gian, những nơi mà Ngài cai quản. Cho nên lúc đó Ngài mới dùng thiên nhãn thông, Ngài nhìn xuống nhân gian đó, thì thấy gì? Đức Phật đang bị một cô gái này, nhảy múa và trước mặt Ngài và chỉ trỏ, và có những người đệ tử của Ngài đã đứng dậy ra đi, nhưng riêng quốc vương Tần Bà Sa La và các đại thần vẫn ngồi đó, và những vị đại đệ tử, những vị đệ tử mà đã tu chứng thánh quả của Đức Phật cũng vẫn ngồi lặng lẽ yên nhiên như vậy. Và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thấy như vậy và nghĩ là ta không thể để cho gì cho một cô gái có thể sỉ nhục Đức Thế Tôn. Cho nên Thiên Đế Thích và từ lên trời ngay một tức khắc thôi, hiện xuống nhân gian và Ngài biến thành con chuột, tích 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 tích, và bỏ ra và chui vào ống chân quần của, chui theo cái đường chân quần của cô ấy lên và gì, cắn cái dây vải buộc ở đằng sau. Thế là nó đứt dây một cái nó tuột gì? Hả? Nó tuột cái gì? Tuột cái vải độn để làm cái gì? Làm cái bụng chửa. Nó tuột xuống. Thế tuột xuống như vậy thì Đức Phật có cần phải giải thích gì không? Chẳng phải giải thích cái gì cả. Mà lúc đó mọi người mới ồ lên một tiếng, bắt đầu hàng trăm con mắt, hàng nghìn con mắt ở đó thì quay về cô gái ấy nhìn như là một viên đạn, như là những hàng nghìn viên đạn. Nhưng mà Đức Phật gì vẫn từ tốn, vẫn tươi cười, và Ngài không nói gì cả, Ngài chỉ có cười thôi. Và cô gái thì thấy như vậy xấu hổ quá, liền bỏ gì, vội vàng bỏ ra chạy, chạy ra tới cái ngoài cổng tinh xá thì vấp vào cái cây gọi là cái cây bụt mọc. Chúng ta thấy biết cây bụt mọc không? Cây bụt mọc tức là cái rễ nó cứ mọc lên đấy, nó cứ mọc lên tua tủa đấy. Cô chạy vội chạy vàng đã vấp vào cây bụt mọc, và cô gì, cô ngã sấp mặt xuống, và đầu cô, mắt cô, mặt mũi của cô đập vào những cái rễ bụt mọc mọc lên, và cô gì, cô chết ngay tại ở ngoài cửa tinh xá. Và như vậy Đức Phật sau này xác định là cô ấy đi đọa gì a tỳ địa ngục do cái tội gọi là hủy nhục gì, hủy nhục Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn từ bi, không sao, đó cái nghiệp cô gây và cô chịu thôi. Cô gây cô chịu thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật cũng bị ma chướng. Và một cái ma chướng là gì? Là Đề Bà Đạt Đa và Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Ép Phật là nhường cái trọng trách là lãnh đạo tăng đoàn cho mình. Vì Đề Bà Đạt Đa đã mấy lần lên nói Phật, thôi ông đấy già rồi, ông già rồi, thôi ông nghỉ đi, ông nhập thất đi, ông tu đi, ông nghỉ đi, để gì? Để tăng đoàn lại cho tôi gì? Tôi lãnh đạo. Và một số các vị tỳ kheo trẻ đi theo Đề Bà Đạt Đa, trên 500 người hay là trên 500 người cơ. Trên 500 người đi theo Đề Bà Đạt Đa và tạo thành một cái hiệu ứng phản kháng lại Đức Phật, và nói Đề Bà Đạt Đa và một hơn 500 vị tỳ kheo đó nói Đức Phật là bây giờ già rồi, tu hành bây giờ không gì, không tinh tiến nữa, giáo pháp của Phật nói bây giờ cũng không gì, không đủ để thuyết phục đại chúng nữa, nhân gian nữa. Cho nên bây giờ chỉ có Đề Bà Đạt Đa đưa ra những cái pháp tu gọi là nó cao hơn Phật. Đề Bà Đạt Đa đưa ra những cái pháp tu gọi là cao hơn Phật, khó hơn Phật, mà lại quả vị tu chứng thì rốt ráo hơn Phật. Cho nên một số những người theo Đề Bà Đạt Đa trên 500 người. Và trong cái vụ này chúng ta biết là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng gì, cũng giả vờ để thuận theo Đề Bà Đạt Đa, để đi theo Đề Bà Đạt Đa, đi theo. Mà sau này khi mà Đề Bà Đạt Đa cùng với A Xà Thế về hoàng cung để lập mưu giết Phật, thì ở nhà thì
Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dùng cái đức hạnh của mình và cái trí tuệ của mình, thần thông của mình và thuyết pháp, thuyết đúng với chính pháp của Đức Phật cho hơn 500 vị tỳ kheo kia nghe. Và sau khi nghe xong, các vị đều quay trở về với Đức Phật, và duy nhất chỉ còn có một đệ tử thân tín nhất của Đề Bà Đa là ở lại và sau này theo Đề Bà Đa thôi. Đó. Chúng ta thấy đó, đến Đức Phật còn có gì ạ? Có chướng. Cái chướng đấy không phải là Đức Phật còn chưa hết những cái gì chướng ngại đâu, mà là Ngài muốn gì? Muốn thể hiện cho chúng ta thấy rằng ở cái thế giới Sa Bà kham nhẫn uế độ này, sau này càng về sau, càng về thời mạt pháp càng khó tu, thực sự càng về sau càng khó tu. Cho nên Ngài mới thể hiện như vậy. Các vị đó cũng đều là gì? Phần lớn là các vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát, các Ngài thể hiện như vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đề Bà Đạt Đa được Phật thọ ký cho thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Học Phật, học Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta thấy có rất nhiều những cái vị gọi là Bồ Tát nghịch, nghịch hạnh Bồ Tát. Như là trong kinh Địa Tạng này chúng ta học như thế, các vị quỷ vương đại đa số là nghịch hạnh Bồ Tát. Mà có những vị quỷ vương trong này Đức Phật thọ ký cho gì? 170 kiếp nữa hay là 70 kiếp nữa sẽ thành Phật nhỉ? Bao nhiêu? 170 đúng không? 170 kiếp nữa sẽ thành Phật. Mỗi một kiếp chúng ta bình quân là cứ cho khoảng vài chục trăm tuổi đi. Hoặc là gì? Có thể là nếu sinh ở cõi quỷ vương có thể tuổi cũng cao, hoặc cõi trời cũng được cao. Nhưng mà 170 kiếp nữa vị quỷ vương đó sẽ thành Phật. Đó, cho nên đấy gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà chúng ta thấy tu á, cho dù gặp cái hạnh gì, gặp cái nghịch cảnh gì đấy chăng nữa, chúng ta cũng phải vượt qua. Trường hợp này hai Phật tử, chị em Phật tử này cũng vậy. Tụng kinh Địa Tạng 3 năm rồi, bây giờ tự nhiên là thế, nó cuống lưỡi lên không đọc được và đọc sai. Đừng có nản. Không có gì phải nản cả. Cách đây khoảng độ mấy tháng cũng có một đệ tử tôi nói với tôi cũng vậy, có bà mẹ. Trước đây thì bắt đầu khi mới học kinh Địa Tạng á, học một thời gian là bà cụ ấy gần như thuộc hết, đọc đến đâu trôi chảy lầu lầu hết. Nhưng mà tự nhiên một thời gian tự nhiên là quên hết. Quên hết luôn. Đọc đến đâu chả nhớ mà cứ sờ vào kinh là buồn ngủ. Thế kêu thì hỏi tôi thì tôi bảo là về cứ bảo mẹ cứ nhất tâm vượt qua. Cứ nhất tâm để tụng một thời gian nó sẽ qua. Và đúng vượt qua một cái thời gian đó mấy tháng qua một cái thì bây giờ nó lại trở lại bình thường. Lại lấy là cái trí nhớ và tụng đọc bình thường. Lại hoan hỷ bình thường. Đó. Người tu chúng ta lại có những cái nấc tu cũng có thể là cũng có trường hợp là ma phá, ma khảo. Cũng có trường hợp là Phật Bồ Tát các ngài thử lòng chúng ta xem. Hàng ngày chúng ta cứ phát nguyện. Phát nguyện độ sinh, phát nguyện theo gì? Theo Phật Bồ Tát đến cùng, các ngài thử xem. Thử xem chúng ta có làm được cái lời nguyện của mình không, hay là lời nguyện chỉ là ở gì? Đầu môi chóp lưỡi. Đó. Các ngài thử. Thậm chí ngày xưa, chúng tôi ngày xưa đi học đọc một cái câu chuyện là ở bên Nhật Bản. Có một vị thầy, vị này cũng có khá đông đệ tử. Các đệ tử của thầy ấy, vì sao mà theo thầy ấy? Vì thầy ấy là được một vị lãnh chúa phát tâm xây dựng một ngôi chùa rất là lớn, khang trang và bề thế, và thỉnh thế trụ trì. Lúc đầu thầy không muốn trụ trì đâu, nhưng vị lãnh chúa nói rằng đến là thành khẩn và bạch với vị hòa thượng kia, vị thiền sư kia rằng nếu mà ngài mà nhận trụ trì cái ngôi chùa này thì ngài sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người. Vì sao? Vì trong tất cả nhân dân ở trong cái xứ này đều thuộc về cái sự cai quản gì? Cai quản của con. Đó. Nếu mà ngài đồng ý trụ trì thì cái việc hoằng pháp giáo hóa lợi sinh của ngài rất là dễ. Vị thiền sư kia nghĩ rằng cũng đúng. Thời Đức Phật ngày xưa, ngài đi hoằng pháp đến đâu, cái việc đầu tiên ngài độ là độ cho những ông vua, độ cho những gì? Những vị đại thần, độ cho những vị trưởng giả ở khu vực đó. Và từ chỗ đó gì? Nó mới phát ra gì? Khắp tất cả các tầng lớp nhân dân. Nó dễ hơn.
Cho nên ngài thiền sư đó đã nhận lời cái vị lãnh chúa kia và trụ trì ngôi chùa đó. Sau khi mà ngài nhận trụ trì ngôi chùa đó thì ngài cũng vì là một vị thiền sư, vị pháp sư, vì vậy mà những đệ tử, những người dân trong đó theo ngài quy rất là nhiều, đặc biệt là các đệ tử. Các đệ tử xuất gia với ngài thì cũng rất là nhiều, rất nhiều, phải nói là rất nhiều người xuất gia. Cái tiếng tăm của ngài á, đã nổi như cồn ở trong cả cái đất nước xứ Phù Tang mặt trời mọc lúc bây giờ. Và câu chuyện thật là chớ trêu. Cái cô gái, cái nhà ông lãnh chúa đó có một cô con gái duy nhất. Ông ấy rất thương cái cô gái. Vì sinh được duy nhất cô con gái, rất thương. Nhưng một cái điều quan trọng gì? Cái cô gái, cô con gái của ông ấy lại không thích một anh chàng trai nào ngoài một cái người hầu ở trong gì? Trong nhà mình. Cái anh chàng trai là người hầu này là chuyên đi bổ củi và ghinh nước ở trong nhà, chơi với nhau từ bé. Đó. Vì cái anh làm thuê này á, cũng chính là con của một cái gì? Một cái người làm thuê ở trong gia đình của lãnh chúa. Và lớn lên hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân. Nhưng mà cái địa phận, cái địa vị, cái giai tầng, giai cấp của gì? Của người Nhật Bản ngày xưa nó cũng tương đương như cái người Ấn Độ ấy. Nó cũng kiểu na ná như thế. Cho nên cái sự phân biệt chủng tộc, giàu nghèo nói thì nó rõ ràng. Tầng lớp nô bộc và tầng lớp gì? Cai trị, nó rõ ràng. Hai người lớn lên với nhau và cô gái, con gái của lãnh chúa cùng với đứa con trai của cái người làm thuê đó sau này cũng chính là gì? Là người làm thuê luôn. Lớn lên cũng chính là người làm thuê trong nhà luôn, chuyên đi gánh nước và bổ củi. Nhưng hai người chơi với nhau từ bé cho nên có tình cảm với nhau. Và khi mà hai người có tình cảm với nhau quá khăng khít rồi, thì một hôm cô gái đã phát hiện ra, con gái của lãnh chúa phát hiện ra mình đã có thai. Và cô ấy nghĩ rằng gì? Nếu mà cha mình rất là nghiêm khắc, tuy rất thương mình nhưng cha rất nghiêm khắc, nếu mà cha mình biết mà mình có thai với cái người hầu thì chắc chắn là anh ấy sẽ bị giết. Và kể cả đứa con trong bụng mình nữa, là đứa con của anh ấy, dòng máu của anh ấy cũng sẽ bị gì? Bị bắt phá bỏ. Không biết làm cách gì, không biết làm cách nào. Và đôi uyên ương đã bàn nhau rằng bây giờ chỉ có một người duy nhất có thể gì? Cứu được cái bào thai trong bụng của mình. Và chắc chắn rằng chỉ có một người duy nhất này có thể cứu được chúng ta. Ngoài ra không ai có thể cứu được. Cho nên hai người bàn nhau rằng bây giờ thế này, bây giờ bàn nhau là anh kia, tức là cái anh hầu đó, thì liền là xin nghỉ việc và bỏ cái không làm ở cái nhà đó, nhà lãnh chúa đó nữa, và đi nơi khác để làm. Xin trước đi như vậy. Và bắt đầu khi anh ấy đi được một vài hôm, thì cô ấy đến. Cô ấy một hôm mà vị thiền sư đó đang thuyết pháp giáo hóa độ chúng, thì cô ấy đến, cô ấy cứ gần gũi lân mẫn đó, dần dần cứ gần gần vào đó. Và mấy tháng sau, cái bụng cô ấy ngày nó một to ra. Lần này thì chắc chắn không phải là độn rẻ như thời Đức Phật ngày xưa nữa. Lần này là thật. Giải quyết thế nào đây? Lần này là thật 100% luôn. Cho nên và khi cái bụng cô càng ngày càng to ra thì bắt đầu không giấu được nữa. Cha cô phát hiện ra, lãnh chúa phát hiện ra con gái của mình đã có thai. Nhưng điều quan trọng gì? Con gái phu ông không chồng có chửa. Nó quan trọng ở cái điều đó. Nó đã lấy chồng đâu mà nó sẽ có thai. Cho nên cha khảo mãi thì nó mới nói là gì? Đó chính là tác phẩm của thiền sư, của sư phụ mà thầy gì, mà cha đang gì, đang cung kính, đang cúng dường, đã xây chùa để cúng dường thầy ấy. Con đã chót dạ. Một hôm con đã gì, con đã đến gần gũi ở nơi hương thất của thầy ấy và gì,
và con đã chót dạ. Và đó là gì? Kết quả. Ông lãnh chúa giận quá, định đi đến gì? Để giết cái vị thiền sư kia. Nhưng mà lại nghĩ là nghĩ cái vị thiền sư kia lại có cái mối quan hệ rất gì? Rất gần gũi với đức vua. Nếu mà mình mà giết vị thiền sư kia mà đức vua mà nổi giận với mình, tức là Nhật Hoàng mà nổi giận với mình, thì cả cái dòng họ của mình chưa chắc đã giữ được tính mạng. Cho nên không dám giết. Tức quá, ông ấy đem con gái đến. Một hôm thiền sư đang thuyết pháp cho hàng gì, hàng mấy trăm người, trong đó thì có hàng trăm người, hai ba trăm người đệ tử xuất gia của ngài, và đệ tử tại gia thì cũng hàng vài trăm người. Ngày xưa vài trăm người là nhiều rồi các quý vị, ngày xưa vài trăm người là nhiều lắm lắm rồi. Thuyết pháp mà được khoảng 500-700 người, 1000 người là nhiều lắm rồi. Nhưng mà ngày đó vị thiền sư ấy đã thuyết pháp đang nhiều như vậy, nhưng khi đến cả lãnh chúa và đem con gái đến và nói rằng, mà đến cái ngày đó là cái ngày sinh con rồi, cái ngày sinh con rồi mới bắt đầu bế đứa con đến. Lãnh chúa tức quá thì cũng không thể thương con quá, nhưng mà vẫn tức muốn giết cái đứa bé, nhưng mà cũng nghĩ là tội thương con mình, giết đứa bé thì giết đứa cháu mình thì con mình có khi nó không sống được thôi. Cho nên bây giờ thì ngậm đắng nuốt cay, cái hôm là sinh con mới đến đem con gái đến và đem cháu đến thì sỉ nhục cho cái ông thiền sư kia một trận. Từ trước đến nay là mình thì mình cung kính cúng dường ông ấy một cách là thật là gọi là cứ nói nôm na như là mình nhìn lầm người, có mắt như mù á, vân vân đó. Cho nên hôm nay đến sỉ nhục cho một trận. Và cô con gái thì cô con gái liền là đem cái đứa trẻ đó đến, thôi đây là của gì ạ, đây là bây giờ là gì, trách nhiệm bây giờ là gì? Của thầy. Ngày đó thầy đã gì ăn nằm với tôi thế này thế nọ kia, bây giờ trách nhiệm là giả đứa con này, nay tôi thì kêu mang 9 tháng 10 ngày rồi, nay sinh ra đem giả gì, giả cho thầy. Vị thiền sư đó thì nhẹ nhàng giơ tay lấy đỡ lấy đứa trẻ nhỏ và nói gì, thế à, ngài nói nó mỗi một hai câu thế à, và nhận lấy đứa trẻ. Và sau khi sự việc đó nó xảy ra rất là nhanh, nhanh đến nỗi là chúng ta biết nó chỉ khoảng độ tầm 5-10 phút thôi. Và khi mà một số người thấy cái chuyện đó đã đứng dậy bỏ về rồi, nhưng các đệ tử xuất gia và những đệ tử tại gia thân tín của thầy vẫn còn ở lại, nán lại đó để xem ngài phản ứng như thế nào. Nhưng khi thấy vị thiền sư nói một câu gì thế à và đưa tay ra bồng lấy đứa bé, thì tất cả đều đứng dậy và đi hết. Và đi hết. Nay nếu hôm nay mà gì có ai mang đến đây tôi mà bồng lấy đứa bé thì chắc chắn tất cả chúng ta cũng đi hết thôi. Không, tôi nói thật đấy, chắc chắn chúng ta sẽ đi hết và không cần phải suy nghĩ một thêm một cái gì cả, không cần phải suy nghĩ một cái gì, và không cần phải nghĩ rằng mình đã theo thầy bao nhiêu năm, tại sao bây giờ lại không tin thầy lấy một phút nhỉ, hay là một giây nhỉ, hay một giờ nhỉ. Không cần, chỉ cần biết là gì, ông ấy đã giơ tay đoán đứa trẻ và nói một câu thế à, bế lấy đứa trẻ rồi, thì đấy chắc chắn là gì, là con của ông ấy. Cho nên là tất cả mọi người đứng dậy bỏ đi hết. Sau khi mọi người bỏ đi hết thì vị thiền sư đó bế đứa trẻ ra thì bây giờ thuyết pháp có ai đến nghe nữa không? Chẳng ai đến nghe nữa, mà đệ tử xuất gia nó còn bỏ đi hết, còn huống chi là tại gia mà thuyết pháp cho ai, cho ma nó nghe à? Mà ma nó cũng chẳng nghe nữa cơ, nên khổ nỗi đến lúc đấy thì ma nó cũng chẳng nghe nữa. Thế là liền phải bế đứa trẻ gì ra chợ, để chúng ta biết cảnh gà trống nuôi con thì nuôi kiểu gì, mà ông sư thì biết nuôi kiểu gì, chả biết nuôi kiểu gì cả. Liền là gì gói cái tá cái lót đùm lên đùm xuống, rồi bắt đầu là bế đứa trẻ ra chợ để xin sữa. Đi đến đâu thì dân người ta biết hết rồi. Cái câu chuyện đó, các cụ ngày xưa nói là gì? Chuyện lành đồn xa, chuyện dữ thì đồn gì? Đồn cũng xa. Chuyện lành thì có thể đồn một tháng nó mới đến gì? Mới đến được cái địa điểm ấy. Nhưng chuyện dữ chỉ cần gì? Vài giờ đồng hồ thôi. Tôi mới nghe thấy một quý thầy ở bên Ấn Độ lên giảng, cái Phật tử rất là hay, thầy giảng này. Thầy giảng cái chuyện gì mà muốn cho cả làng biết chỉ xong vài tiếng đồng hồ thì nói gì? Này,
chuyện này là chuyện bí mật nhé. Tôi chỉ nói một mình bà đấy nhé. Bà không được đi nói chuyện này với ai nhé. Chuyện này bí mật, tôi nói một mình bà thôi. Thì ngay lập tức sau khi bà ấy ra về, chỉ một chốc thôi là gì, cả làng sẽ biết. À, đó, cho nên cái gì, cái cách thông tin thì thầy ấy giảng. Cái bài đấy tôi nghe hay, hay lắm, đúng đó. Mình bây giờ là thế, Phật tử mình bây giờ là thế, người, con người mình bây giờ thế. Cái gì mà cứ bảo là úp úp mở mở, bảo cái chuyện này bí mật. Tôi chỉ nói với riêng một mình anh thôi nhé, hay riêng mình chị thôi nhé. Thì ngày sau cả làng biết. Chả cần ngày hôm sau đây, chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau thôi. Đó. Đấy. Và vì cho nên á, sau khi mà bị cha con của cái gì gọi là gì nhỉ? Hả? Đấy là quên mất rồi đấy, già rồi đấy. Gọi là gì? À, gọi chúa đất, gọi chúa đất. Nhật Bản nó gọi là gì ấy, lúc nãy gọi gì? Hả? Khổ nói to lên tai tôi nó ngấy ngãng rồi. Lãnh chúa. Mệt ghê. Ai gọi là chúa đất đâu, thầy gọi lãnh chúa chứ. Thông tin cũng thông tin sai. Rõ ràng còn đang ngồi đây mà đã thông tin sai rồi. Lãnh chúa. Lãnh chúa Nhật Bản nó gọi là lãnh chúa. À, lãnh chúa. À, lãnh chúa. Sau khi mà bị lãnh chúa và phơi bày cái sự thật là phũ phàng như thế rồi thì ra ngoài chợ á, người thì cầm trứng thối để ném, người thì cầm đất để ném, người thì cầm đá để ném, và người thì dùng những lời sỉ nhục cay đắng nhất để gì? Để ném. Người thì dùng những ánh mắt sắc như gì? Như dao để gì? Để chém. Người thì dùng gì? À, cái ánh mắt gì? Nhọn hơn cả mũi tên gì? Để đâm. Đừng có xin vào đâu. Ông đừng có mà đi xin ở ngoài chợ này. Chúng tôi có của thừa, không bao giờ cho ông nữa. Cái đồ lừa đảo, cái đồ gì, cái gì, cái gì xấu nhất ở trên đời gì, lúc đó thì thiền sư đều phải chịu hết. Nhưng mà ngài thì không cho thì thôi, ngài lại không cho ngoài chợ, ông cho ngài bế đứa trẻ vào làng. Đi từ đầu làng đến cuối làng thì cũng may có một cô gái rất là nghèo, chưa bao giờ đến chùa, chưa bao giờ đi nghe pháp, nhưng mà cô ấy thì đang là cái thiên chức của cô ấy đang là một người mẹ. Và điều quan trọng, cô đang có đứa con cũng gì, cũng mấy ngày tuổi như vậy. Và nhìn thấy đứa trẻ tím tái và khóc gì. Và vị thiền, một vị sư lại gì, bế đứa trẻ trên tay. Cô ấy không cần biết đó là con của ai, con của sư hay là con của ai, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đấy là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì cần phải gì ạ? Nó đói, cần phải được cho bú, cần phải được gì? Uống sữa mẹ. Cho nên liền là tiến ra và đón lấy đứa trẻ trên tay vị thiền sư và cho nó, cho đứa trẻ nó bú, và nói rằng trong những ngày tới thầy cứ đến thì tôi sẽ gì, mỗi một ngày lần hoặc hai lần gì đó, lúc nào thì thầy nếu ở gần đây thì đến, và thiền sư cũng ở đó thì mấy tháng trời gần gần khu vực đó, vừa trông đứa trẻ vừa ngồi thiền. Và lúc nó khóc đấy, đúng là cái cảnh gì, gà trống nuôi con đã khổ, nhưng mà thầy sư nuôi con còn khổ hơn. Thật đấy, các vị cứ đi xem mấy thầy ở dưới Hà Nam và ở dưới bạn của tôi, bạn cùng học của tôi có một thầy, thầy lại có duyên chuyên thích nuôi trẻ con. Khi thầy đã phát nguyện nuôi trẻ con rồi, cứ tự nhiên có vài hôm có khi sáng ra lại nghe tiếng khóc eo e, ra ngoài cửa chùa lại thấy một đứa đấy rồi. Mà thậm chí thầy nuôi phải đến hơn 20 đứa như vậy. Có những lúc dân nó bảo là gì, dân có những người nó độc mồm độc miệng, nó nói ôi giời, chẳng con của ông ấy thì con của ai. À đấy, thế là thầy ấy, lắm khi thầy kể chuyện thầy bảo lắm khi cũng dở khóc dở cười đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cái đại đức cùng học với tôi ấy, thầy hay nuôi trẻ con. Thầy bảo cái năm mà đang học đó, thầy bảo có một hôm thì tự nhiên nghe cái bà vãi mở cửa ra, bà ấy chạy vào, bà hớt hải mặt mũi tái mét ra, bà bảo thầy ơi chết rồi. Thế thầy bảo tưởng chết cái gì, cứ lôi bà, thầy ơi chết rồi, kéo thầy dành sạch ra. Thế ra thì nhìn thấy đứa bé gì tím tái và gần như còn không thở nữa, và kiến nó bâu gì, bâu đầy ra, không biết nó vứt đứa trẻ từ bao giờ. Và thầy ấy phải gì, phải hô hấp nhân tạo và mãi mới cứu được đứa bé ấy. À, chúng ta thấy đấy, cũng có những cái vị sư mà làm được những cái việc như thế thì rất là trân trọng. Tôi thì sợ trẻ con đó. Nghe thấy nó khóc là não hết cả lòng là sợ rồi, cho nên là
Nói với thầy là ngày xưa đi học nói với thầy giỏi đấy, chúng con tụng kinh 100 năm không bằng gì thầy cứu một đứa trẻ như thế. Công đức thầy cứu một đứa trẻ còn hơn chúng con tụng kinh cả 100 năm. Cũng tán thán để động viên các thầy, để các thầy cũng làm cái việc thiện cho nhân gian. Mình không có duyên thì phải tán thán người khác có duyên. Lời Đức Phật dạy như vậy. Thôi là trở về cái gì? Cái vị thiền sư của gì? Ở Nhật Bản. Và mấy tháng sau như vậy thì đứa trẻ nó cứ nó lớn dần lên thì bắt đầu hết cái chỗ bú sữa thì bắt đầu nó ăn gì? Ăn dặm được rồi, khổ thân ông thầy. Cứ nhá nhá cơm lại mớm cho một đứa con của bà hàng xóm nó ăn. Cứ như vậy cho đến năm gì? Đến năm 16 tuổi. Có sách thì có chỗ nói 12 tuổi, nhưng mà ngày xưa tôi đọc là đến năm 15, 16 tuổi. Một hôm thì ngài với đứa trẻ, ngài thì đang tụng kinh. Có một cặp vợ chồng ấy, đến lễ và chờ cho ngài tụng kinh xong, quỳ trước chính điện và đợi suốt cho khi ngài tụng kinh xong. Và nói với ngài rằng, sám hối thầy, con chính là gì? Là đứa con gái của lãnh chúa mà 16 năm trước đem đứa trẻ đến để nhờ ngài nuôi. Và lúc đó khóc lóc và kể hết ra cái sự tình là vì con gì yêu anh ấy, và anh ấy chính là gì? Chính là bố của đứa bé, và con yêu anh ấy, nhưng mà gì, chúng con là như thế như thế. Nếu mà con mà nói ra lúc đó thì chắc chắn gì cha con sẽ gì tức giận mà giết chết anh ấy, và thậm chí còn giết chết cả đứa con của con. Và chúng con nghĩ rằng ngoài thầy ra không có một ai có thể cứu được đứa con của chúng con và có thể cứu được chúng con. Sao bây giờ đến xin đứa bé? Thiền sư nhìn cô gái thật lâu, nhìn hai vợ chồng cô ấy thật lâu, và đang nhìn như vậy thì đứa trẻ từ ở trong thì ở dưới nhà bếp nó chạy lên, nó bạch sư phụ là gì? Là cơm đã chín rồi, sư phụ tụng kinh xong mà hôm nay chưa thấy xuống ăn cơm. Thỉnh sư phụ đi xuống đi để thọ trai. Đôi vợ chồng ấy nhìn thấy đứa bé và biết ngay đó là gì ạ? Là con của mình, tình mẫu tử mà, phụ tử, và nhìn thấy biết ngay. Đứa trẻ thì nhìn thấy thì vào hỏi sư phụ rằng, thưa sư phụ là hôm nay sao có Phật tử đến lễ chùa sớm thế? Có ai đến lễ chùa sớm thế? Tất nhiên lúc này không phải là một ngôi chùa to ngày xưa đâu, thì dân người ta đuổi rồi, ông lãnh chúa ông đuổi rồi còn đâu nữa. Sau khi đuổi ông thầy đi thì cái cô con gái thì cũng trốn nhà biệt tâm biệt tư ra đi, nhưng là đi tức là hẹn nhau với cái anh gì, cái anh chàng người yêu kia là sau khi sinh con xong sẽ gì tìm đến với nhau và hẹn nhau ở một cái làng ở nơi khác rồi và chung sống với nhau. 16 năm sau quay trở lại và quỳ dưới chân vị thiền sư và xin gì, xin sám hối và nói là sám hối vị thiền sư. Và lúc đó thì thiền sư chúng ta biết nói thế nào không? 16 năm trước đưa tay ra và đón nhận đứa bé và nói một câu gì thế à? Và 16 năm sau khi mà trả lại đứa con, người ta đến xin đứa con và nói là kể hết là sự tình vì chúng con như thế vân vân. Nay chúng con gì rất nhớ thương đứa con chúng con, và chúng con gì đã suy nghĩ rất nhiều và rất day dứt, rồi bây giờ chúng con đến để xin thiền sư cho chúng con xin nhận lại đứa bé. Thiền sư thì 16 năm trước nói một câu thế à, và 16 năm sau vẫn một câu nói ấy thế à, và nói với đứa trẻ là gì, đây mới chính là cha mẹ của gì, của con, ta chỉ là gì, là người nuôi con thôi, và đây con về với cha mẹ của con đi, hết chuyện. Hết chưa? Đến đó mà hết á thì nó chẳng có cái gì là thú vị cả. Cái điều quan trọng gì, câu chuyện đó bắt đầu gì, tin dữ của 16 năm trước thì nó lan đi rất là nhanh. Nhưng cái tin lành này á, nó là cực lành cho nên nó lan đi cũng gì, cũng chẳng kém tin dữ ngày xưa. Thậm chí nó còn lan gì, lan nhanh hơn, mà nó lan đến tận kinh gì, đến tận kinh thành. Và khi cái tin này á, được loan đi khắp cả nước, sứ phủ tang như vậy. Và không chỉ vị lãnh chúa đến sám hối với vị thiền sư. Hai đứa con, con gái và con rể của lãnh chúa đến sang với vị thiền sư, và lãnh chúa cũng đích thân vì thương con đi tìm 15, 16 năm trời không được mà. Nay tự nhiên á, lại nghe tin là gì? Nó về. Cho nên á, cái tội mà nó trốn nhà ra đi cũng bỏ hết.
tụi nó theo lấy một cái người làm thuê ấy, cũng bỏ hết. Và điều đặc biệt ấy, là cái đứa con bây giờ thì biết là con mình về nhận rồi là cũng chấp nhận luôn. Cho nên chấp nhận cả con rể, chấp nhận cả đứa gì? Đứa cháu ngoại. Và liền là đến sám hối, cả nhà đến sám hối thiền sư. Thiền sư cũng chỉ cười và nói rồi một câu lần thứ ba nữa là gì? Là thế à? Thế xong, hết phim. Hết chưa? Chưa. Chưa hết. Và lại tiếp tục là sao? Tiếp tục là tất cả lúc đó là gì? Những cái người mà chửi bới, mắng nhiếc ngài trước đây, lấy đất, lấy đá, lấy ánh mắt sắc như gì? Như dao chém vào trong tim của ngài, chém lên thân thể của ngài, chém vào trong gì? Trong tri giác của ngài, lấy những cái ánh mắt nhọn như mũi tên đâm vào trong trái tim của ngài đó. Và thậm chí những người xuất gia đệ tử của ngài trước đây cũng phũ phàng quay lại gì? Quay lại chửi bới và thậm chí là còn gì? Còn mắng nhiếc ngài một cái cách thậm tệ. Nay nghe tin như vậy, tất cả lục tục đều về gì? Về cái am chanh của ngài để xin sám hối. Và chẳng bao lâu tin đấy gì? Cái tin đấy đến kinh thành và đến tai Nhật Hoàng. Nhật Hoàng mới gì? Mới biết là đấy chính là cái người mà một vị thầy mà ngày xưa mình rất kính trọng bẵng đi một thời gian mười mấy năm trời. Nghe thế cũng nghe tin phong phanh là thầy đấy đã phá giới rồi, cho nên Nhật Hoàng cũng chẳng để ý gì nữa. Tức là gì? Có con là phá giới rồi đấy, đúng không? Tức là phá giới ra về rồi, cho nên Nhật Hoàng cũng chẳng để ý gì nữa. Nhưng 16 năm sau, thông tin đấy thì lại được nhân dân đính chính trở lại, cho nên Nhật Hoàng, tức là vua đó, đích thân xa giá đến tận gì? Cái âm chanh của ngài và phát nguyện là quy với ngài và trở thành đệ tử của ngài. Chúng ta biết vua mà quy y với gì? Với ngài thì đương nhiên là một cái ngôi chùa thật là lớn được xây dựng lên để cúng dường ngài, còn lớn gì? Gấp nhiều lần cái ngôi chùa mà lãnh chúa ngày xưa xây dựng cúng ngài. Và chúng ta biết từ đó trở đi cái đạo phong của ngài, cái đức hạnh của ngài, đạo phong của ngài không cần nói mọi người cũng gì? Cũng tin, chẳng cần giảng mọi người cũng gì? Cũng tìm đến. Thập phương đâu đâu cũng kéo đến. Mà chúng ta biết kéo đến trong cái khóa tu của ngài cái thời đó là gì? 40.000 người. Chúng ta có tưởng tượng được 40.000 người với thời đó giảng pháp chưa có loa đài, chưa có các hệ thống máy quay phim hay các thứ để trợ duyên cho như bây giờ, từ thế kỷ thứ 16 mà, 15, cuối 15, đầu 16 các quý vị. Làm gì đã có cái hệ thống gì? Máy quay phim hay là cái xăng phôn, cái mic như thế này, cái hệ thống kích hoạt âm thanh như thế này để giảng đâu. 40.000 người tham dự khóa tu. Khóa tu không phải Phật thất đâu các quý vị ạ. Khóa tu 49 ngày. 40.000 người tham dự khóa tu 49 ngày. Để tri ân cái gì? Cái sự hoằng pháp, cái công đức của ngài và cái sự nhẫn nhục của ngài và cái đạo hạnh của ngài. Và còn gì? Còn rất rất nhiều những khóa tu sau này nữa. Mà sau này đến khi mà người nó đến đông quá, tăng ni đến xin xuất gia với ngài, ở quanh quanh ngài đã có gì? Có hàng 20-30.000 người rồi. Khủng khiếp như thế. Khắp các nơi ở trên đất nước. Và cái đạo phong của ngài lúc đó thì không cần gì nhắc đến thì ai cũng biết. Và ngài chính là một cái vị thiền sư nổi tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo của Nhật Bản. Một trong những vị thiền sư nổi tiếng nhất. Có thể là gì? Phải nói ngài là một vị thiền sư nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Đó chính là vị thiền sư gì? Đạo Nguyên. Ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện của ngài mà cảm động, mà thích lắm, đọc đi đọc lại đến nhiều lần chứ không phải 1-2-3 lần nữa. Và ngày đó thì mình cũng mong rằng sau này biết đâu mình cũng kiểu như thế chắc. Do như thế mà được nổi tiếng không? Nhưng mình thì chắc chắn là mình chả nổi tiếng được. Nếu có như thế mình chỉ có chết thôi. Không tin bây giờ ai cứ vang đứa trẻ lên đây mà xem. Mọi người đứng dậy hết và không bao giờ quay trở lại. Và chúng ta thấy đấy là gì? Những cái chướng ngại của người tu. Cho nên ở đây, trong cái Phật tử này nói gì? Tu tập á, mà gặp những cái chướng ngại như thế này, khi đọc tụng trước đây rất là lầu thông, rất là thuộc, nhưng bây giờ tự nhiên sau 3 năm nó lại gặp chướng như thế. Đừng có chán, đừng có nản.
Có thể là gì? Ma khảo chúng ta thì chúng ta cần phải vượt qua. Phật thử chúng ta cũng cần phải gì? Phải vượt qua. À, chướng ngại mà vượt qua thì đạo hạnh gì mới càng tăng lên. À, chúng ta mà thua, vấp ngã là chúng ta chỉ có gì? Chết thôi. Mục xương ở dưới gì? Ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thôi.